vị và các bạn đang theo dõi bản tin du lịch do Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thực hiện. Như thường lệ, những thông tin về du lịch quốc tế trong nước và trong tỉnh sẽ được chúng tôi thường xuyên cập nhật trong các bản tin phát sóng vào 18:30 các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Quảng Ninh đón vị khách quốc tế thứ 3 triệu. Tour tham quan di sản kiến trúc Hà Nội. Đến thăm di tích thắng cảnh đền Phố Cát, linh thiêng. Vừa qua, tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức đón vị khách du lịch quốc tế thứ 3 triệu đến Quảng Ninh trên tàu biển du lịch quốc tế Viking Orient theo hành trình dọc châu Á. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu kỷ lục mới được ghi nhận sau những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, làm du lịch tàu biển bị gián đoạn. Được biết, tàu Viking Orient đến Hạ Long là chuyến tàu biển quốc tế thứ 43 đến với tỉnh Quảng Ninh trong năm 2024. Lễ đón vị khách quốc tế thứ 3 triệu đến Quảng Ninh năm 2024 cũng góp phần truyền tải thông điệp Quảng Ninh, điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách. Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch đón 19 triệu lượt khách du lịch, trong đó có trên 3,5 triệu khách quốc tế cho năm 2024, tạo đà tăng trưởng cho năm 2025 và những năm tiếp theo. Thưa quý vị các bạn, thủ đô Hà Nội có nhiều công trình nổi tiếng nằm trên những giao lộ trung tâm. Những công trình này không chỉ thu hút bởi kiến trúc độc đáo mà còn nắm giữ nhiều bí mật riêng. Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2024 với chủ đề Giao lộ Sáng tạo diễn ra tới đây sẽ lần lượt giới thiệu đến du khách những công trình này cùng với những sáng tạo vượt thời gian. Ban tổ chức đã làm việc với Cung Thiếu nhi Hà Nội, Nhà khách Chính phủ, Nhà hát lớn, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội để chuẩn bị cho công tác tổ chức của lễ hội. Du khách sẽ được tìm hiểu, trải nghiệm phía bên ngoài và bên trong những công trình kiến trúc gắn với lịch sử của Hà Nội. Mỗi công trình đều có câu chuyện riêng và những bí ẩn đằng sau, giúp du khách có thêm trải nghiệm thú vị. Theo ban tổ chức, trong những ngày diễn ra lễ hội, những công trình này sẽ trở thành điểm trưng bày các tác phẩm sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật. Các đơn vị lữ hành sẽ phối hợp để xây dựng tour sáng tạo. Trong đó, huy động lực lượng hướng dẫn viên am hiểu Hà Nội. Ban quản lý đang cân nhắc sử dụng các phương án công nghệ để giúp người dân, du khách dễ dàng tham quan, trải nghiệm. Là nơi tập trung những vùng chè có diện tích lớn nhất cả nước với nhiều thương hiệu chè nổi tiếng, tiểu vùng Đông Bắc của nước ta sở hữu đầy đủ tiềm năng để phát triển du lịch từ cây chè, góp phần mang đến sinh kế bền vững, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm du lịch Việt Nam. Phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và địa hình đa dạng với vách núi, trên đồi trùng điệp, xung quanh là những cánh rừng, ruộng bậc thang, thung, khe, cùng sắc màu văn hóa đa dạng, độc đáo của cộng đồng các dân tộc thiểu số, các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú, chính là nguồn tài nguyên vô giá, có khả năng kết nối để tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn gắn với các vùng chè Đông Bắc. Tại Thái Nguyên, một trong những tỉnh có sản lượng, diện tích trồng chè dẫn đầu cả nước, nhiều điểm du lịch cộng đồng đã được hình thành ở các vùng chè như Tân Cương, La Bằng, Khe Cốc với mô hình tham quan đồi chè kết hợp lưu trú homestay và thưởng thức các hoạt động văn hóa của người dân. Tại Hà Giang, bên cạnh các hoạt động tham quan, vãn cảnh đồi chè đang được nhiều đơn vị như Hợp tác xã Chè Phìn Hồ, Hợp tác xã Chè Hồ Thầu, Công ty Chè Việt San triển khai các trải nghiệm leo núi, dã ngoại, phượt trên các cung đường hiểm trở để đến với những vùng chè san tuyết cổ ở khu vực núi cao dãy Tây Côn Lĩnh cũng được khởi động. Đáng chú ý, tại Cao Bằng, đồn điền chè Colia đã được phát triển thành khu sinh thái với nhiều sản phẩm phục vụ du khách như tham quan, lưu trú, nghỉ dưỡng tại đồi chè, kết hợp khám phá các di tích vùng phụ cận với vườn quốc gia Fijaoac, Fijaden, quần thể nhà trình tường người Dao, biệt thự cổ người Pháp, vườn trúc bản phường. Trung bình mỗi năm, đồn điền chè Colia đón khoảng 10.000 lượt khách đến thăm. Kính thưa quý vị, di tích và thắng cảnh Phố Cát ở thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành là một trong những trung tâm thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh nổi tiếng của xứ Thanh. Trong tiểu mục du lịch Thanh Hóa ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến thăm di tích lịch sử văn hóa này.
Phố Cát Xưa từng là căn cứ của cuộc khởi nghĩa Lê Duy Mật vào thế kỷ 18. Đây còn là nơi in dấu những bước chân hành quân của các chiến sĩ du kích chiến khu Ngọc Trạo, là đầu mối và căn cứ quan trọng của chiến khu Hòa Ninh Thanh trong suốt 9 năm chưa kể kháng chiến chống Pháp. Bên cạnh yếu tố lịch sử, địa lý và cảnh đẹp, có lẽ yếu tố quan trọng nhất của phố Cát đó chính là sự ngưỡng mộ của nhân dân đối với Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh và các sinh hoạt văn hóa tinh thần mang tín ngưỡng dân tộc ở ngôi đền này. Theo truyền thuyết dân gian, Thánh Mẫu Liễu Hạnh là con gái của Ngọc Hoàng, vì lỡ tay làm vỡ chén ngọc nên bị đầy xuống trần gian. Sau đó một thời gian, nàng được gọi về trời. Sau này, nàng cùng hai tiên nữ giáng hạ ngay giữa vùng phố Cát, nơi có phong cảnh đẹp mỹ lệ tốt tươi. Các nữ thần cũng ban nhiều phép lạ cho dân chúng địa phương. Để tỏ lòng biết ơn, nhân dân đã lập ngôi đền ở lưng chừng núi, phụng thờ hương khói. Vì vậy, nàng được suy tôn là tiên chúa. Đền phố Cát được dựng vào khoảng niên hiệu Cảnh Hưng năm 1740 đến năm 1786. Đến năm 1896 được trùng tu tiền đường làm giải vũ tô tượng. Đây cũng là nơi đầu tiên trong cả nước được nhà vua ban tặng sắc phong thần cho Thánh Mẫu là Thượng Đẳng Thần. Từ đó có thể thấy được vị thế đặc biệt của đền phố Cát trong tín ngưỡng thờ mẫu ở nước ta. Phía trước đền có ba ngọn núi đá gọi là Tam Thai Án Ngữ như một bức bình phong. Dòng suối nhỏ chảy đến trước cửa đền thì tụ lại thành một cái vũng trong suốt. Ở đó có rất nhiều cá chép. Cứ vào mùa lễ hội, người dân lại bắt gặp từng đàn cá tung tăng bơi lội. Tam quan được làm theo kiểu 2 tầng 8 mái. Hai bên tả, hữu đều có bậc tam cấp lượn vòng lên xuống uyển chuyển, hòa nhập với cách bố cục hợp lý. Bước lên tầng 2 của tam quan, chúng ta có cảm tưởng như đứng trên tháp Ninh Phong với một tâm hồn lộng gió và xúc cảm kỳ thú khi ngắm nhìn cảnh trí và tạo vật xung quanh. Cấu trúc và nghệ thuật của tam quan uy nghi tráng lệ nhằm đề cao uy quyền của Đức Thánh Mẫu. Mặt khác, cũng thể hiện được ý niệm, tâm linh truyền thống của dân tộc. Vâng, trải qua những thăng trầm của lịch sử thì đến nay ngôi đền phố Cát đã rất là khang trang rồi. Thì ông có thể chia sẻ về những cái công trình kiến trúc của ngôi đền này ạ? Từ xưa đến giờ thì cái tiếng của đền mẫu phố Cát thì rất là anh linh từ cổ chí kim rồi. Ngài thì cũng là giáng ứng theo cái lịch sử ấy, thì coi như là cũng từ cái thời nhà Lê. Thì sau này thì là khi hai lần ngài đản giáng ở ngoài đất Nam Định, đến lần thứ ba thì coi như là nơi phố Cát là một cái nơi thanh tú đẹp trên đền dưới khe, cho nên là đến khi ngài hiển linh ở đây thì coi như là ngài bảo quốc hộ dân cụ thể hơn. Lúc đấy là triều Hậu Lê thì coi như là cũng là ly tán, thái tử mới thất lạc đi, thì là ông Trịnh Kiểm là con rể và ông Nguyễn Kim là bố vợ, hai bố con mới đi là về đất Thanh Hóa này để là tìm Chúa, để là về lập ngôi vương. Thế nên khi qua cái phố Cát mình mới thấy có cái miếu còn thì mới vào mới nguyện, và nếu mà ngài cho tìm được Chúa lập ngôi vương thì sau này sẽ xin với là triều đình sẽ cho xây dựng cái đền phố Cát to lên đẹp đẽ hơn. Bên cạnh đền mẫu phố Cát là đền quan giám sát được xây dựng cùng thời điểm và thờ quan lớn đệ nhị Thượng Ngàn, hay còn gọi là quan đệ nhị giám sát. Ông vốn là con trai thứ hai của vua Bát Hải Động Bình, hạ phàm đầu thai vào hoàng cung. Ông được giao quyền giám sát cai quản Sơn Lâm, Thượng Ngàn. Thánh Mẫu Liễu Hạnh và quan đệ nhị giám sát là những vị thần mà nhân dân ở đây thờ tự với mong muốn được bảo hộ, che chở cho cuộc sống bình an. Những truyền thuyết và lịch sử đan xen đã làm cho di tích phố Cát vừa gần gũi vừa nhuốm màu huyền thoại linh thiêng. Câu chuyện về mẫu đi vào đời sống nhân dân, vào ca dao, tục ngữ như sự hiện thân của những giá trị tốt đẹp. Để rồi, người phụ nữ vốn là con gái nhà trời ấy đã trở thành Thánh Mẫu, một trong tứ bất tử của văn hóa dân gian Việt Nam. Bản tin du lịch ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thanh Tâm xin kính chào và hẹn gặp lại.